Tiếp nối truyền thừa dòng chảy của Phật giáo suốt mấy nghìn năm lịch sử, phút mật niệm bắt đầu. Phút mật niệm đã trôi qua, chúng con cung thỉnh chư tôn đức tăng ni an tòa, xin kính mời quý Phật tử đồng an tòa. Vu Lan phát nguyện rải hồng ân, tự tứ oai linh chuyển lực thần, đức Phật từ bi truyền chánh giáo, Mục Liên thành khẩn báo từ ân, U Minh thoát khỏi đường oan nghiệp, trần thế truyền nôi dấu pháp luân, rạng rỡ muôn thu niềm hiếu nghĩa, trung thu hoài niệm lú bâng khuâng. Giờ này chúng con xin trân trọng kính mời Đại Đức Thích Minh Thiện, trưởng ban tổ chức, tuyên bố khai mạc Đại lễ Vu Lan báo hiếu được long trọng tổ chức tại Tu viện Phước Đức hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, đại đức tăng ni chứng minh. Kính thưa toàn thể quý nam niệm nam nữ Phật tử đồng hương thân mến, cổ đức dạy rằng con người có tổ có tông, như cây có cội, như sông có nguồn. Làm người chữ hiếu nhớ luôn, đó là nền tảng thềm khuôn đứng đầu. Trong vũ trụ bao la có vô số vì sao, nhưng mặt trời mặt trăng là sáng nhất. Dưới địa chủng có khôn ngàn sông ngòi ao rạch, nhưng đại dương là lớn nhất. Trên thế gian này có biết bao hạnh lành, nhưng hạnh hiếu là trên hết. Đức Phật có dạy: hiếu tâm tức thị Phật tâm, hiếu hạnh vô phi Phật hạnh. Tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Đối với công ơn của cha mẹ quả thật lớn lao, sâu rộng vô ngần. Cho dù chúng ta có gánh song thân trên vai đi hết cả cuộc đời cũng không đền đáp được. Dù cho ta có tán xương lóc thịt ra làm vị đề hồ để dâng cúng cho cha mẹ, cũng chưa thể đền trả đủ. Dù cho đếm được cát sông, nhưng không đếm được tấm lòng mẹ cha. Dù đo được biển bao la, nhưng không đo được tình cha mẹ hiền. Dù cho đi khắp trăm miền, nhưng tình cha mẹ thiêng liêng khôn ngần. Dù cho đếm được sao ngân, không sao đếm được thâm ân sông đường. Dù cho ngăn được bão sương, nhưng không ngăn được tình thương mẹ dành. Dù cho đến được trời xanh, nhưng không đến được tâm hành mẹ đi. Dù con bất hiếu một khi, nhưng cha mẹ vẫn cứ thì yêu con. Dù cho con chẳng còn non, nhưng tình cha mẹ vẹn tròn trước sau. Ôi tình mẹ tợ trăng sao, ân cha tựa thể núi cao muôn trùng. Nghĩa tình giàu dạt thủy chung, chở che con trẻ bao dung đất trời. Ân cha nghĩa mẹ cao vời, làm con hiếu thảo trọn đời khắc ghi. Kính thưa quý liệt vị, hàng năm cứ vào tiết mưa ngâu tháng 7,
hàng triệu tín đồ Phật giáo trên khắp năm châu đều hân hoan đón mừng mùa Vu Lan Thắng Hội. Đây chính là cơ hội thù thắng để chúng ta báo đáp một phần nào công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ. Giờ đây mùa Vu Lan báo hiếu lại trở về nơi đạo tràng tu viện Phước Đức, nghĩ nhớ đến ân thâm cha mẹ, nhân tiết tháng 7 Vu Lan, quý Phật tử sắm sanh phẩm vật, thiết trai cúng dường, thỉnh cầu chư tôn tịnh đức tăng già quang lâm chứng minh, chú nguyện cho hiện tiền và đa sanh phụ mẫu. Nhân ngày đại lễ Vu Lan năm nay, chúng con tổ chức lễ cài hoa hồng, lễ pháp, lễ dân pháp y ca sa cúng dường, để nhắc nhở hàng Phật tử tinh thần tri ân báo hiếu đối với cha mẹ và đối với Tam Bảo. Trước đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh, dưới sự chứng minh của chư tôn đức và sự hiện diện của quý Phật tử đồng hương về tham dự, thay mặt ban tổ chức, con xin trân trọng tuyên bố khai mạc đại lễ Vu Lan báo hiếu Phật lịch 2566 dương lịch 2022 được trang trọng tổ chức tại tu viện Phước Đức hôm nay, và xin cung kính hướng về chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, đại đức tăng ni cúi đầu đảnh lễ niệm ân quý ngài đã dành thời gian quý báu quang lâm chứng minh chú nguyện, ngưỡng cầu chư Phật gia hộ quý ngài pháp thể khinh an, pháp lạc vô biên, pháp duyên vô ngại, mãi hiện thân là bóng Bồ Đề đại thọ che mát cho chúng con và chúng sanh trên lộ trình tìm về bến giác. Kính chúc toàn thể quý Phật tử một mùa Vu Lan báo hiếu hạnh phúc an vui. Kính chúc buổi lễ thành công tốt đẹp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin cảm ơn thầy đã đại diện ban tổ chức tuyên bố khai mạc đại lễ Vu Lan ngày hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn thiện đức tăng ni, kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử, để tiếp nối chương trình đó là phần dân hoa cúng dường Tam Bảo. Giờ đây hàng Phật tử chúng con xin thành tâm hướng về mười phương chư Phật cùng hiện tiền chư tôn đức tăng ni, cung kính dâng lên những đóa hoa thanh khiết. Đây đóa hoa lòng xin kính dâng, đóa hoa hiểu hành ngát hương phần, cung kính cúng dường lên Tam Bảo. Chỉ thành gọi tròn đỉnh song thân, biết lấy gì đây trả hiểu ân, tấm cha nghĩa mẹ nằm vô ngần, tấm hoa biển mạng người phương cõi, hướng đến từ tôn con kính dân. Xin trân trọng kính mời đội dân hoa tuần từ hướng về Tam Bảo để dâng lên những đóa hoa thanh khiết cúng dường trong ngày đại lễ Vu Lan báo hiếu hôm nay. Xin trân trọng kính mời.
Chương trình ca sĩ Nguyễn Khắc Huy xin được cúng dường nhạc phẩm Công Cha Nghĩa Mẹ. Xin kính mời ca sĩ Nguyễn Khắc Huy. Sư, quý sư cô, cùng toàn thể quý vị Phật tử có mặt trong buổi lễ ngày hôm nay, một lời chúc sức khỏe và một lời chào trân trọng. Hôm nay con được vinh duyên, con đến đây để mà hát để phục vụ cho tất cả quý vị. Đó là một niềm vinh hạnh của con. Và trong ngày đại lễ Du Lan của năm nay, con xin cầu cho tất cả quý sư, quý sư cô, cùng toàn thể quý vị Phật tử, những bậc làm cha làm mẹ được thật nhiều sức khỏe và thanh tâm an lạc. Và bài hát con gửi đến tất cả quý vị là một điều lý Vọng Kim Lan được trích trong bài Công Cha Nghĩa Mẹ. Thank you.
công đức sông thân to lớn như biển trời, không có chi sánh bằng lòng cao cả của mẹ. Dẫu cho con có sai lầm thì người cũng khoan dung từ bi. Dù rằng cuộc đời trăm phần đau khổ, tính toán mỗi điều làm vất vả quanh năm, mẹ cha cũng không ngại ngần vì con mà chẳng quan gian tâm. Miễn sao con được nên người, dù thân gầy ốm đau chẳng mang gì. Từ khi lúc bé thơ ngây đến khi đến người lại qua, cũng không sao rời vòng tay đã chớ che nhẫn dịu dài nguyên. Nam mô Bổ Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Đại Hiếu Quảng Hiền Quốc Bồ Tát Ma. Công đức sông to lớn như biển trời, không có chi sánh bằng lòng cao cả của mẹ. Dẫu có con có sai lầm thì người cũng khoan dung từ bi. Dù rằng cuộc đời trăm phần đau khổ, tính toán mỗi điều làm vất vả quanh năm, mẹ cha cũng không ngại ngần vì con mà chẳng quản gian lao. Miễn sao con được nên người, dù thân gầy ốm đau chẳng mang gì. Từ khi lúc bé thơ ngây đến khi đến người lại qua, cũng không sao rời vòng tay đã chớ che nhắc dịu dài nguyên. Từ khi lúc bé thơ ngây đến khi đến người lại qua, cũng không sao rời vòng tay đã chớ che nhắc dịu dài. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ chúng ta cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin cảm ơn ca sĩ Nguyễn Khắc Huy đã cúng dường nhạc phẩm Công Cha Nghĩa Mẹ. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử, biển nước mênh mông không đông đầy tình mẹ, mây trời lòng lòng khó phụ kính công cha. Trời mây biển nước bao la, ân sanh dưỡng của mẹ cha khó bì. Ngày nay con trẻ hành y, Vu Lan thắng hội thực thi pháp này. Ân cha nghĩa mẹ sâu dày, hoa hồng cài áo tỏ bày hiếu tâm. Không biết từ bao giờ người ta đã lấy hoa hồng để biểu trưng cho tình yêu thương nồng thắm, trong đó có tình yêu thương của cha và mẹ. Tất cả chúng ta có mặt trên cuộc đời này, từ một đứa trẻ thơ ngây cho đến những cụ già đầu bạc, từ một người dân quê cho
cho đến các bậc cao sang quyền quý, từ một kẻ phàm phu cho đến các bậc thánh nhân, không ai là không do cha mẹ sinh ra, không ai là không do cha mẹ dưỡng nuôi, chăm sóc từ thuở nằm nôi cho đến lúc trưởng thành. Chính nhờ cha mẹ mà ta mới có hình hài này, và nhờ có hình hài này ta mới chu toàn được nghĩa vụ của người công dân lương thiện, hầu đóng góp sức lực nhỏ bé của mình vào công cuộc xây dựng một xã hội công bằng, văn minh và thịnh vượng. Hơn thế nữa, nhờ có cha mẹ đưa ta vào đời mà giờ đây ta mới có cơ duyên học đạo giải thoát. Vì thế, hiếu đạo hiển nhiên là một đạo lý nghìn đời của cả nhân loại, và báo hiếu chính là bổn phận của mỗi người phải thực hiện. Nuôi con trúc cạn tâm tình, tháng năm hy vọng con mình thành nhân, nhọc nhằn gian khổ tấm thân, chưa hề cha mẹ một lần thở than, cho con giấc ngủ bình an, sợ con liêu lỏng hoang đàn hư thân, làm con phải nhớ thân ân, tấm lòng hiếu thảo kính dân sông đường. Kính thưa quý liệt vị, ở các nước Tây Phương không có ngày Vu Lan nhưng có ngày của mẹ và ngày của cha. Theo tập tục Tây Phương, những ngày này nếu ai còn mẹ sẽ được cài trên nã đã hoa màu hồng, với niềm tự hào sung sướng khi biết rằng mình đang còn có mẹ. Và những ai mất mẹ sẽ được cài trên nã đã hoa màu trắng, biểu trưng cho sự mất mát đau thương trên cuộc đời vì mất đi tình yêu thương của mẹ. Kết hợp với tập tục Tây Phương, nhân ngày lễ Vu Lan Báo Hiếu, Chư Tăng Ni Phật Tử tổ chức lễ cài hoa hồng để tưởng nhớ đến ân đức cao vời của cha mẹ. Trong giờ phút thiêng liêng trọng đại này, chúng con thành tâm cung thỉnh Chư Tôn Đức Tăng Ni và trân trọng kính mời toàn thể quý Phật tử đồng dành một phút mật niệm để tưởng nhớ đến ân đức cao vời của Đức Thế Tôn, đã vì chúng sanh chỉ bày phương báo hiếu để tưởng niệm đến đại hiếu Mục Kiền Liên Tôn giả, người đã khai nguồn cho pháp Vu Lan duyên khởi, để nhớ đến ân thâm giáo dưỡng của các bậc thầy tổ, và để hoài niệm đến công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, đồng thời để tưởng nhớ đến ân đức đất nước đồng bào chúng sanh vạn loại, để tưởng nhớ bổn ân sâu nặng, xin một giây tĩnh lặng niệm ân. Chân hương quyền kết ngũ phần, tấm hoa thất tình kính dâng trước đài. Chúng ta hãy dành một phút mật niệm để tưởng niệm đến bổn ân nặng mà ta đã cưu mang trong đời. Phút mật niệm xin được phép bắt đầu. Phút mật niệm đã trôi qua. Tiếp theo chương trình là lễ cài hoa cho Chư Tôn Đức, xin đội dân hoa tuần tự cài hoa Chư Tôn Đức trước, rồi lần lượt cài cho các Phật tử hòa theo lời dẫn. Giờ đây chúng tôi xin trân trọng kính mời đội cài hoa tuần tự tiến về đạo tràng, cài những đỏ hoa màu vàng trên não Chư Tôn Đức Tăng Ni, tượng trưng cho tinh thần giải thoát thanh cao của Phật giáo, để tưởng niệm đến ân đức sâu dày của cha mẹ, người đã đưa ta vào đời, cho ta vay mượn thân này học đạo, để cho mẹ khắc khoải năm canh mong đợi, cha từng đêm vội vội nhớ thương, con đi cách biệt ngàn phương, bước chân du lãng dòng trường xa
xôi, nụ cười tươi trên môi chợt tắt, hướng trời xanh dõi mắt trông chờ. Ân cha nghĩa mẹ vô bờ, làm sao dám thở chẳng hoài. Mỗi thời kinh hằng ngày khấn nguyện, nén hương lòng kết quyển thành mây. Báo đền ân đức sáu dày, chuyên lo tu tập điều này khắc ghi. Hồi Vu Lan thực thi đàn pháp, nối gương lành bảo đảm song thân. Đóa hoa thượng niềm thấm ân, lắng lòng đón nhận tỉnh dân nghiêm từ. Kính mời đồ dân hoa.
xin Phật pháp thanh hiền, đôi gương đại hiếu đức kiền liêng, làm con tháo suốt đời quan hiền. Mẹ cha ta con xin thành dưỡng dụng bao la, cao từ non lớn tựa biển làm con lúc già đáp đền thâm ân mẹ sinh cha dưỡng đến ngày vu lan cài đó hoa hồng lớn nghe lòng hân hoan đệ tử chúng con xin kính dâng lời Phật dạy chắp tay kính lại mười phương cầu xin Phật pháp độ trì cho cha mẹ sống suốt đời cùng con cho con đắc đền thân nghĩa chung tròn chắp tay kính lại mười phương cầu xin Phật pháp độ trì cho cha mẹ sống suốt đời cùng cho con đáp đền ân nghĩa vuông tròn. Kính thưa quý liệt vị, giờ đây chúng tôi xin được trân trọng cài lên áo quý Phật tử đóa hoa hồng đỏ thắm, biểu tượng cho tình yêu thương của cha mẹ. Những ai được diễm phúc còn cha còn mẹ thì quý vị hãy vui sướng lên đi và hãy trân trọng kính yêu gìn giữ, vì biết rằng quý vị đang còn cha mẹ. Đóa hồng đỏ chiều thu chấm nở, tựa máu tim thương nhớ của con, thắm tươi một dạ sắc son, dâng lên cha mẹ vẹn tròn hiếu tâm, cùng tưởng nhớ ân thâm sinh dưỡng, đóa hoa hồng tưởng nhớ mẹ cha, tỏ lòng hoài niệm thiết tha, công ơn chính chữ như là trời cao.